Vâng, xin chào các bạn. Nếu mọi người mà không có internet thì chắc các bạn không xem video này và các bạn không biết được cái tin. Thế hôm nay mình sẽ nói cho những người nào mà nhà không có internet để các bạn biết được rằng LG sẽ quay trở lại thị trường Việt Nam ta để bán những chiếc smartphone. Và đây thì mình đang có chiếc LG G8 ThinQ. Hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề đó là liệu LG bây giờ quay trở lại thì có thành công hay không? Làm như nào để thành công thì các bạn hãy comment cho biết, bởi vì là tổng giám đốc, chủ tịch tập đoàn công ty VT Media đang ngồi đây, chứ còn LG chắc người ta không xem video nên người ta cũng chả biết. Mình gửi email góp ý. Điều đầu tiên thì mình muốn nói một chút cho những bạn nào mà không hề rõ thì LG đã rút ở thị trường Việt Nam ta từ thời LG G5. Thế nghĩa là mình có đi sự kiện ra mắt G5 và lúc đó các bạn biết gì không? LG không hề nhắc tới chiếc G5 SE, nhưng mà ở thị trường Việt Nam ta lúc mà đi sự kiện thì là LG đã trưng bày G5 SE. Nó lại sử dụng một con chip Snapdragon dòng 6 thay vì là dòng 8. Ai cũng bất ngờ và cứ nghĩ rằng nó sẽ bán ra vào tháng 4, rồi tháng 5 và sau 7 lùi một hồi, thế là nó biến mất luôn. Và đấy là một cái điều đáng buồn khi mà từ G6, G7 và bây giờ ta đang có G8. Thế thì thực ra trong những năm qua có phải là người dùng quên hay không? Câu trả lời là không. Bởi vì là chúng ta có thể mua LG thông qua đường sách tay. Hiện tại thì mình đang thấy XT Mobile là cửa hàng chuyên các sản phẩm của LG. Bây giờ thì các bạn có thể mua chiếc G7 cũng được, là đang là sử dụng mức giá là tầm khoảng 6 triệu rưỡi đối với lại bản Mỹ. G7 Hàn Quốc chỉ là 7 triệu 2. Đây là mức giá quá là tốt cho một chiếc flagship, và nói là nó giảm khá là nhanh. Dành cho các bạn nào muốn mua một chiếc máy có cả cấu hình, thiết kế, camera, màn hình đẹp. Và bên cạnh đấy thì mình xin nhắc lại là XT Mobile đang có chương trình là khuyến mại nhân dịp khai trương cửa hàng mới. Anh em truy cập vào link bên dưới để mà tham khảo thêm. Và chiếc G8 là sản phẩm mới nhất mà mình đi MWC cũng có trên tay chia sẻ mọi người. Vậy thì đầu tiên, LG sẽ đem gì để bán ở Việt Nam? Mình nghĩ sẽ không thể thiếu những chiếc flagship này, bởi vì những chiếc máy tầm trung của họ phần lớn là như shit. Thì việc bán máy tầm trung đối với LG gần như là con số 0. Bởi vậy nên thứ duy nhất có thể bán được là flagship. Tại vì sao? Về cơ bản, flagship thì ít nhất nó cũng có những cái điểm mạnh. Màn hình của nó rất đẹp như chiếc G8 này, không có gì phải chê. Thứ hai, nó có cụm camera rất là tốt. Hãy xem một số bức hình mình chụp nhanh ở đây, thì mình chụp trong studio. Máy cho mình một cái chất lượng chụp hình rất là ngon, khả năng xóa phông, chi tiết, màu da người, mọi thứ. Nói chung là khá đẹp và là khánh bả. Và mình đánh giá là camera là một điểm mạnh. À, nói một chút, đó là LG G8 này có hai phiên bản. Thực ra thì đều trên hộp ghi là G8, nhưng có nơi thì gọi là G8 và G8S, bởi vì nó sẽ có hai camera và ba camera. Riêng bản Hàn Quốc tại XT Mobile đang bán thì các bạn sẽ có đầy đủ hết toàn bộ, là sẽ có 3 camera và những gì tối tân nhất, bởi vì là LG ưu tiên thị trường nội địa của họ. Mặt sau là một điều hiếm hoi khi máy hoàn toàn không cụm camera lồi. Cái này tưởng là vui nhưng lại là một điều buồn, bởi vì nếu sau này thì rất dễ camera sẽ bị trầy và các bạn phải có ốp lưng để bảo vệ, chứ không để thì các bạn thấy là có một vết xước ở may ngật lưng này. Đấy, và bên dưới các bạn thấy là làm rất là cân đối, đẹp, loa ngoài to, nghe nhạc rất hay. Máy cảm giác nhỏ gọn nhẹ cầm trong tay giống như kiểu là lúc mà mình dùng con Galaxy S10e. Đối với LG G8 thì nó đem lại nhiều thứ phế. Hay nhưng khá phế. Cảm biến vân tay thì vẫn có mặt lưng có thể mở khỏi bàn, nó nhanh và nó tiện rồi. Nhưng quan trọng là nó có một cái chế độ nữa là điều khiển mà không cần chạm. Ví dụ như bây giờ mình để cái tay như này, mình che một cái và mình kéo ra. Các bạn thấy là ở đây mình có thể này, mình có thể chỉnh sau này để nhận mở cuộc gọi. Mình để tay như này nữa cho mình kéo. Thì cái này nó sẽ cho chúng ta một cái hệ thống điều khiển nó rất khó để mà mình thực sự là để mà nó, các bạn, tại vì sao? Bởi vì các bạn phải để một cái khoảng cách nhất định, sau đó bạn phải kéo ra. Ok, đấy là những gì mình có thể làm được. Bạn phải mất khoảng vài ngày để bạn luyện thực sự thích nghi với nó. Chúng ta có thể mở khóa cũng bằng cái tay này. Đấy, các bạn sẽ để lên ở một khoảng cách nhất định và nó sẽ đọc cái bên trong ta mạch máu ở bàn tay. Em đừng làm tao mất mặt thế chứ. Nhau gì? Ê. Ok, nó bảo là chuyển ra xa màn hình hơn. Nó bảo lại gần hơn. Không được. Rồi ok, thì rõ ràng là LG đã chứng minh một điều rằng sự sáng tạo của con người là không có giới hạn. Chúng ta không bao giờ nghĩ một ngày chúng ta sẽ dùng tay điều khiển cái này, chúng ta không bao giờ dùng tay để mở. Nếu các bạn chưa từng quen thì thực ra cái hệ thống này nó rất là giống với lại Kinect của Microsoft đã dùng để mà chơi game Xbox. Và nó như kiểu được thu gọn lại ở trong hệ thống tai thỏ phía trước này của chiếc LG G8. Nhưng rõ ràng nếu mà để truyền thông thì cái này hoàn toàn thất bại rồi. Rất nhiều các cái video, những cái sự chê trách. Và nó đem lại khả năng nghe nhạc với lại có DAC hỗ trợ Hi-Fi. Về nghe nhạc thì mình nghĩ bây giờ cũng ít có đối thủ cạnh tranh. Ngày xưa chủ yếu là có HTC, bây giờ cũng ngấm cụ tỏi. Hay là ta có Sony, cũng không có thị trường ở Việt Nam chúng ta nữa. Còn có DTS:X 3D Surround. DTS nhé, không phải BTS Behind the Scene đâu. Rồi, như vậy là qua video này mình đã chia sẻ các bạn một chút về cái việc là LG sẽ đem về Việt Nam cái gì.
Và cái phương thức họ sẽ kinh doanh đó là họ sẽ chỉ bán online trên các trang thương mại điện tử chẳng hạn. Thế thì theo các bạn nó có khả năng cạnh tranh hay không? Câu trả lời của mình là khó, hoặc là phải bán mức giá cực kỳ sốc. Như G8 này mà bán 11 triệu chính hãng xem, người ta sẵn sàng mua ngay. Và cũng có thể là LG sẽ bán những chiếc flagship cũ như G7 với mức giá chỉ khoảng 10 triệu chẳng hạn. Đây cũng là một bước đi khôn ngoan. Mọi người hãy hiến kế cho LG ngay bên dưới, và bạn nào nếu mà thông minh nhất thì sẽ được làm chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ ở xóm của các bạn. Và mọi người đừng quên truy cập vào link tại XT Mobile tài khoản giá bán của những chiếc LG G8, G7 mức giá cực kỳ tốt rồi. Và chương trình khuyến mại sắp tới sẽ khai trương ở cửa hàng của XT Mobile. Hẹn lại anh em trong các video lần sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video trên Verve Studio, và nếu mọi người chưa từng đến đây bao giờ hãy bấm like và subscribe, và các bạn hãy xem qua các cái playlist đang có ở đây.